Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác kế hoạch hóa gia đình tạo tiền đề cho phát triển bền vững. Bỉm Sơn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 10. Tấm gương cựu chiến binh vượt qua nỗi đau thương tật vươn lên làm giàu. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước xác nhận các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV sẽ dừng thực hiện việc tăng phí rút tiền ATM nội mạng từ 1.100 đồng lên 1.560 đồng. Theo đại diện của Ngân hàng Nhà nước, việc tăng phí dịch vụ ATM là quyền tự chủ của các ngân hàng thương mại theo đúng quy định của luật, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc minh bạch thông tin, hài hòa lợi ích giữa các bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Trong điều kiện hiện nay, các ngân hàng cần chia sẻ với người tiêu dùng nên sẽ dừng việc điều chỉnh tăng phí rút tiền ATM nội mạng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, các sở ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, ban quản lý các dự án khu vực chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 23 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ quy trình, quy phạm kỹ thuật và quy định của pháp luật về xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng, đồng thời xử lý theo thẩm quyền các vi phạm, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Hôm nay, ngày 11 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh sẽ công bố điểm kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ xét tuyển đại học cao đẳng năm 2018, cả nước có hơn 2,75 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học với gần 450.000 chỉ tiêu, tăng 1,2% so với năm 2017. Thí sinh có hai cách tra cứu điểm thi. Cách thứ nhất, từ tài khoản Trung học Phổ thông Quốc gia, các thí sinh và phụ huynh có thể đăng nhập vào website thisinh.thitrunghocphothongquocgia.edu.vn. Nhập số báo danh và họ tên thí sinh sẽ là có điểm thi Trung học Phổ thông năm 2018. Từ website này, thí sinh cũng có thể tra cứu các thông tin tuyển sinh và thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Cách thứ hai, thí sinh truy cập vào cổng thông tin của các sở giáo dục đào tạo của 63 tỉnh thành. Sau khi biết điểm thi Trung học Phổ thông năm 2018, thí sinh có thể thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2018 khi truy cập vào cổng thông tin thisinh.thitrunghocphothongquocgia.edu.vn. Theo vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế, có khoảng 80% người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại y tế cơ sở. Tuyến huyện là 47%, tuyến xã là 33%, 20% đăng ký tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Luật Bảo hiểm Y tế quy định người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, nghĩa là không phải cùng chi trả khi khám chữa bệnh. Quy định này khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế ngay tại trạm y tế xã do không phải cùng chi trả. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và của toàn xã hội về công tác dân số, kế hoạch gia đình đã có bước chuyển biến rõ rệt. Quy mô gia đình có một hoặc hai con ngày càng phổ biến. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được kiểm soát và từng bước ổn định. Tỷ lệ nạo phá thai giảm, tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc tại cộng đồng tăng lên. Đó là những kết quả đáng ghi nhận mà ngành dân số tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong suốt 5 năm qua. Có hai con gái và quyết định không sinh thêm con thứ ba. Ông Đào Ngọc Thành ở Nam Thôn 2 xã Hà Tân, huyện Hà Trung đã phải chịu áp lực không nhỏ từ phía gia đình. Vượt qua áp lực từ gia đình, xã hội, đến nay ở cái tuổi ngoài 60, gia đình ông Thành đã có một cuộc sống viên mãn khi cả hai con gái đều trưởng thành, đủ sức chăm lo cho bố mẹ. Đến nay, hai con gái của chúng tôi đã xây dựng gia đình và đã có nghề nghiệp ổn định. Một chị Đào là Đào Thị Thúy, sinh năm 85, hiện giờ là bác sĩ nhà khoa, đang mở phòng khám riêng tại huyện Hà Trung. Còn con thứ hai thì là
theo nghề luật của ông, tức là của bố, thì hiện nay là đang giữ chức là thẩm phán tòa án nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Cháu cũng nhận thức đúng về vai trò trách nhiệm của người con rất có hiếu với bố mẹ. Những năm qua, với khẩu hiệu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, đội ngũ cán bộ cộng tác viên dân số, kế hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đã bám sát cơ sở, nắm bắt từng hoàn cảnh gia đình để tuyên truyền vận động, thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hóa gia đình. Kết quả, giai đoạn từ năm 2012 đến 2017, Thanh Hóa đặt mục tiêu giảm sinh bình quân 0,1 phần nghìn một năm. Riêng năm 2017, tỷ lệ sinh giảm là 0,72 phần nghìn, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm 0,2% so với năm 2016. Tổng tỷ suất sinh đến năm 2017 còn 2,1 con trên một phụ nữ. Đầu tiên là chỉ đạo lực lượng cộng tác viên cơ sở địa bàn là rà soát danh sách, lập danh sách các đối tượng đã có hai con rồi. Đấy, mà đặc biệt là đã có hai con một bè để lập danh sách để tuyên truyền vận động tới tận hộ gia đình, vận động những người có uy tín trong cộng đồng để cho những đối tượng này nhận thức được cái vấn đề sinh con nhiều là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của gia đình cũng như nuôi dạy con cái ăn học. Hiện giờ tỷ lệ sinh con thứ ba của xã năm 2017 đấy giảm xuống còn 8,4%. Quy mô gia đình ít con những năm qua đã góp phần không nhỏ trong ổn định quy mô dân số và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong công tác dân số, kế hoạch gia đình vẫn tồn tại những nguy cơ. Ở một số khu vực như miền núi, vùng biển, tỷ suất sinh vẫn còn cao. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính của Thanh Hóa cũng đang ở mức cao so với cả nước. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung ưu tiên nguồn nhân lực, mà đặc biệt là nguồn ngân sách để làm tốt công tác dân số, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách hoặc những cái đối tượng mà vùng sâu, vùng xa, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ tập trung để chúng ta củng cố cái mạng lưới cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh cho đến cơ sở. Với chủ đề thành công của kế hoạch gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững, Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng nhìn nhận lại và tập trung giải quyết các vấn đề đang đặt ra đối với công tác dân số, kế hoạch gia đình như chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Vào mùa hè, các em nhỏ ở vùng nông thôn thường tắm ở các ao hồ sông suối. Tuy nhiên, do không có kỹ năng phòng chống đuối nước, lại thiếu sự quan tâm của cha mẹ nên dẫn đến nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Ngày 24 tháng 6, tại một ao nuôi cá thuộc xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến hai em nhỏ 11 tuổi và 13 tuổi tử vong do tắm ao. Còn đây là hình ảnh quen thuộc thường thấy ở những địa phương có kênh Bắc hay còn gọi là sông Nông Giang chảy qua. Cứ một khúc sông ngắn lại có một nhóm trẻ nô đùa dưới sông. Rất ít trẻ em mặc áo phao, nhiều em còn nhảy từ trên cầu xuống sông hay đua bám nhau giữa sông. Cháu biết bơi 2 năm trước ạ. Cháu đi cùng với bạn bè với các anh chị trong xóm ạ. Bố mẹ cháu không đi cùng. Tại nóng quá nên chuẩn tắm rồi chuẩn tập bơi. Thế là bản thân cô có biết bơi không? Không. Thời gian qua đã có những vụ đuối nước thương tâm hơn khi một em đuối nước kéo theo các em khác, thậm chí là cả người lớn do cứu người đuối nước nhưng không có kỹ năng. Trong khi đó, tại ao hồ, sông suối, hầu hết không có biển cấm bơi lội, không có thông tin về mực nước, cảnh báo những vị trí nguy hiểm nên người dân, nhất là trẻ em, vẫn vô tư tắm vào những ngày hè, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém phát sinh, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân thị xã, tổ chức thực hiện các mục tiêu nghị quyết. Đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã đạt trên 50% hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Lãnh đạo phát triển kinh tế được đánh giá là lĩnh vực thành công trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, khi giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2018 ước đạt trên 20.000 tỷ đồng, gấp 1,58 lần so với năm 2015, đạt 85,6% mục tiêu nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm từ 2016 đến 2018 đạt 16,5%,
tăng 3,2%. Để có được kết quả trên, thị xã đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút thêm 31 dự án đầu tư vào địa bàn. Mặc dù chỉ có 25% dân số sống và làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, song thị xã Bỉm Sơn đã lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế trang trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Thị xã Bỉm Sơn là thị xã về công nghiệp, nông nghiệp thì là cũng tương đối là được chú trọng. Điển hình như là ở đây thì có cái cụm công nghiệp đây, nông nghiệp ở đây, cụm trang trại. Còn ở cái khu vực phường Lam Sơn cũng có một cụm trang trại nữa. Hầu như là đạt cái tiêu chuẩn là Việt Gáp. Cho nên là cái việc đầu tư về nông thôn của thị xã là đang là tương đối tốt, giúp cho bà con rất là nhiều. Kinh tế tăng trưởng cao, các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vấn đề tồn tại cũng đã được tập trung giải quyết. Song nhìn lại hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã, Bỉm Sơn vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt được như kỳ vọng. Điển hình như việc thị xã khó trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2020 do quy định của Trung ương về tiêu chí công nhận thành phố cao hơn so với thời điểm xác định mục tiêu đại hội. Thị xã chưa có phường đạt chuẩn về văn minh đô thị. Công tác phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng mới các tuyến đường giao thông theo phương thức xã hội hóa, thực hiện các dự án đấu giá cấp quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra. Trên địa bàn thị xã vẫn còn có những tuyến đường đã hư hỏng, những cây cầu đã xuống cấp. Chúng tôi ưu tiên những nguồn lực, tăng thu nguồn thu ngân sách để ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc về mặt hạ tầng. Chúng tôi cương quyết thực hiện với tiến độ nhanh nhất các cái quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đảm bảo làm sao sắp xếp lại dân cư, rồi là để giải quyết những cái hộ dân mà lâu nay bị ảnh hưởng về môi trường phải sớm ổn định cuộc sống. Mới đây, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã sơ kết việc thực hiện nghị quyết, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế yếu kém, dự báo khả năng thực hiện, đồng thời bổ sung thêm các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể để có thể hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trở về sau chiến tranh khi đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường hoặc mang theo những thương tật suốt đời, nhưng những người thương binh, người lính bộ đội Cụ Hồ năm nào vẫn vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội, trở thành tấm gương cho gia đình và cộng đồng noi theo. Cựu chiến binh Cao Sĩ Ngơi ở phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn là một trong những tấm gương như thế. 6 năm chiến đấu ở chiến trường miền Trung khốc liệt, ông Cao Sĩ Ngơi, một chiến sĩ đặc công nước trở về quê hương với những vết thương nghiêm trọng như dập phổi, đạn ghim trong não và nhiễm chất độc hóa học. Sức khỏe sa sút trầm trọng, cuộc sống gia đình khó khăn. Thế nhưng, khắc ghi lời Bác dạy là thương binh dù thân thể không còn lành lặn, nhưng tùy theo sức của mình để vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống. Thương binh Cao Sĩ Ngơi đã chuyển hướng sang ngành nghề chế biến thủy hải sản thay vì đánh bắt truyền thống. Cơ sở chế biến hải sản của ông bán ra thị trường hơn 30.000 lít nước mắm và các sản phẩm mắm tôm, mắm tép mỗi năm, mang lại lợi nhuận từ 250 đến 350 triệu đồng và góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Ý chí của người lính luôn luôn là vươn lên, không bao giờ chịu đầu hàng. Và cũng nhờ cái ý chí của người lính, bản chất của người lính bộ đội Cụ Hồ mà từ một cái chỗ kinh tế gia đình khó khăn, sức khỏe khó khăn, cho đến bây giờ chúng tôi phát triển lên để ổn định được. Bên cạnh việc làm kinh tế giỏi, ông Cao Sĩ Ngơi còn được người dân trong vùng biết đến như một người có niềm đam mê với cây cảnh và cống hiến hết mình cho các hoạt động cộng đồng. Với cương vị là Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh thành phố, ông đã chỉ đạo hội mở rộng 20 vườn sinh vật cảnh với giá trị hàng chục tỷ đồng, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bản thân ông luôn tích cực tham gia công tác chính sách xã hội, tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, vận động quyên góp xây nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng. Khi chúng tôi sống ở trong đó với nhau thì đều hứa với nhau rằng người nào sống thì cố gắng mang những người hy sinh trở về với bố mẹ, với gia đình. Thế cho nên những năm gần đây là chúng tôi luôn luôn hoạt động theo cái mảng đó, là có thời gian, có điều kiện kinh tế là đi tìm đồng đội ngay. Để mình cảm thấy rằng là cái trách nhiệm của mình còn sống sót thì phải có cái trách nhiệm với anh em mà còn nằm lại ở trên trời. Đồng chí Ngơi đấy, cùng với Đảng ủy, cùng với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cái ban ngành đoàn thể
cùng chia sẻ với tất cả các cái bệnh binh rồi cái người có công của nhà nước sau khi về địa phương để xây dựng kinh tế gia đình. Đồng chí cũng là người mà tiên phong cùng với địa phương là trăn trở để tìm hài cốt liệt sĩ, cũng địa phương tôi rất là cảm kích. Năm tháng qua đi, người lính đặc công nước Cao Sĩ Ngời vẫn phải sống chung với những cơn đau mỗi lúc trái gió trở trời. Thế nhưng, bước chân người lính ấy chưa bao giờ ngơi nghỉ trên con đường phấn đấu sống vui, sống khỏe và sống có ích, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, kết quả bước đầu từ việc đổi mới sắp xếp bộ máy của một số bộ ngành trung ương cho thấy không chỉ vẫn duy trì thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hầu hết các đơn vị đã giảm được cấp trung gian, giảm được lãnh đạo, giảm được biên chế, từ đó tiết kiệm đáng kể chi thường xuyên. Báo điện tử VTV nêu dẫn chứng, vừa qua một cuộc tổng sắp lại bộ máy đã được tiến hành trong các lĩnh vực kho bạc, hải quan và thuế. Bước đầu gần 2.800 đầu mối trực thuộc, hàng nghìn chức danh lãnh đạo và 3.500 biên chế đã được cắt giảm. Tới đây, một nửa số chi cục thuế, hàng chục chi cục hải quan trên toàn quốc sẽ tiếp tục được ngành tài chính sắp xếp lại. Tuy chưa có một đánh giá chính thức, nhưng chắc chắn con số giảm chi thường xuyên từ quá trình sắp xếp này sẽ không dừng lại con số hàng tỷ đồng mỗi năm theo tính toán hiện tại. Báo đấu thầu cho biết, để cả nước đạt được mục tiêu xuất khẩu bình quân 20,45 tỷ đô la Mỹ một tháng trong 6 tháng cuối năm sẽ là một thách thức rất lớn khi thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường. Ông Phan Văn Trinh, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương cho rằng, xuất khẩu của Việt Nam sẽ đối mặt với việc các nước tăng cường áp dụng các biện pháp bảo hộ, quy định tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và về bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe. Nhiều nước ban hành quy định về truy xuất nguồn gốc. Tình trạng truyền thông bôi nhọ sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tại một số nước khiến sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trên các thị trường nước ngoài. Hơn nữa, kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, do vậy cuộc chiến thương mại giữa các cường quốc kinh tế lớn cũng có thể tác động tới hoạt động xuất khẩu. Theo thông tin trên báo Đất Việt, gần đây cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện nhiều thương lái ồ ạt tuồn thịt lợn Trung Quốc về Việt Nam. Nguyên nhân là do sự chênh lệch về giá trong và ngoài nước. Hiện tại giá lợn tại địa phương có thời điểm đã lên 53.000 đồng 1 kg, trong khi đó giá lợn hơi tại Trung Quốc có mức giá trung bình khoảng 39.300 đồng 1 kg. Bài báo cũng cho biết, trước đây do giá lợn hơi giảm kịch, nhiều hộ đã bỏ nuôi. Sau đó, một vài tháng trở lại đây, khi lợn lại khan hiếm, giá lại tăng, nhiều hộ mới tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, việc trở lại chăn nuôi của các hộ dân chưa kịp đủ về số lượng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Đây cũng là lý do khiến các thương lái cố tình nhập lậu. Báo Pháp luật Việt Nam cho rằng hoạt động y tế cơ sở, dù được coi là người gác cổng cho sức khỏe của người dân ở tuyến đầu, nhưng vẫn còn tồn tại không ít bất cập. Việc này đòi hỏi ngành y tế cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo nhân lực, đảm bảo cơ sở trang thiết bị tối thiểu và thay đổi quy định khống chế tỷ lệ chi 20% chi phí khám chữa bệnh cho y tế tuyến xã. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, cần phân công bác sĩ từ trạm y tế xã lên tuyến huyện học chuyên môn, cử bác sĩ từ tuyến trên xuống một thời gian để người dân tin tưởng vào chất lượng của y tế tuyến dưới. Đồng thời, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ tăng chi trả cho người bệnh, tăng chất lượng để giảm tải cho tuyến trên, bổ sung quy định Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với trường hợp chuyển bệnh phẩm hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên để thực hiện dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện mô hình 26 trạm y tế chuẩn để nhân rộng trên phạm vi cả nước. Báo Người Lao Động cho biết, hiện nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và gửi dữ liệu kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phổ điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 nằm ở mức trung bình. So với năm trước, số lượng thí sinh đạt phổ điểm cao trong kỳ thi năm nay sẽ không nhiều, đa số nằm từ 5 đến 8 điểm. Vì vậy, mức điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay dự kiến cũng sẽ giảm mạnh. Theo các chuyên gia tuyển sinh, dự kiến điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay sẽ giảm từ 3 đến 5 điểm. Với các trường top đầu, mức điểm sẽ giảm mạnh. Các trường ở top giữa và top dưới có thể giảm từ 25 đến 30% tùy ngành. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Tĩnh Gia ngày 24 tháng 5, ngành đường sắt đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.
Trọng tâm là chấn chỉnh tác phong làm việc, giám sát chặt chẽ cán bộ, nhân viên. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn tại các đường ngang. Trong đó, tại 31 trên 31 vị trí đường ngang có gác chắn đã được lắp đặt hệ thống camera ở ngoài cần chắn và trong cả chòi gác để giám sát chặt chẽ nhân viên gác và những vấn đề xảy ra khi tàu chạy qua đường ngang. Trong đó, camera giám sát sẽ được truyền trực tiếp về phòng hệ thống có người trực 24 trên 24 giờ để theo dõi, giám sát và kịp thời nhắc nhở, hỗ trợ nhân viên gác chắn nếu xảy ra tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, trang bị bộ đàm nối trực tiếp từ các chốt gác, các lái tàu để kịp thời thông tin khi tàu sắp tới. Mục đích của công tác lắp camera là cũng nhằm đôn đốc nhắc nhở coi như là anh em trong lên ban để thực hiện nghiêm túc đúng quy trình đảm bảo an toàn, và ngoài ra còn để phát hiện khi các cái phương tiện mà vi phạm cố tình vượt qua hoặc là đâm vào dàn chắn cẩn chắn để kịp thời coi như là xử lý ngay. Công ty cũng đã trang bị điện thoại, thì cái này là vô cùng coi như là thiết thực và cũng là hỗ trợ thêm cho anh em giữa báo tàu tới các chắn gần nhau. Ví dụ ở đây là về phía bắc là các cái chắn mà có tầm nhìn hạn chế, thì anh em cũng đã sử dụng cái điện thoại này và báo truyền cho nhau. Bên cạnh đó, ngành đường sắt đã và đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông để kiểm tra xử lý nghiêm những phương tiện cố tình vượt qua đường ngang khi có tín hiệu đèn đỏ báo dừng và cần chắn đang hạ xuống, đồng thời tiến hành kiểm tra rà soát lại các đường ngang bất hợp pháp để tìm giải pháp xóa bỏ. Theo quy định, đường sắt là đường ưu tiên, bởi vậy bất kể vị trí nào, dù có gác chắn hay không thì các phương tiện luôn phải dừng lại khi có tín hiệu tàu chạy qua. Do đó, ngoài những biện pháp của ngành đường sắt, người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành quy định khi đi qua đường ngang, cũng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.